và bật nút đảo ngược. Cá rất là sạch ạ. Không còn một chút vảy, không còn một chút nhớt nào. Mở ra xem cá, bình thường thì chúng ta chỉ được mở ra thôi nha. Anh có thể cầm lên cho em một con cá được không ạ? Vâng, cá không còn một chút vảy nào từ trên đầu xuống chân. Anh quay sát cái đầu này giúp em đúng không ạ? Rồi, trên đầu cũng không còn một chút gì nha, rất sạch. Rồi, bây giờ anh đóng lại và mở. Thông thường là khi mà chúng ta tắt đi và chúng ta mở van cá ra thì chúng ta chỉ được mở van này ra và bật nút đảo ngược. Cá rất là sạch ạ. Không còn một chút vảy, không còn một chút nhớt nào. Đây là dòng máy đánh vảy cá bằng inox. Một mẻ có thể được 10-15 kg. Cá chỉ cần bỏ vừa trong cái đường kính này ha các bạn. Đường kính chiều rộng của máng là 30, chiều dài của máng là 50. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy đánh vảy cá. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại showroom 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.